Xin chào quý khán giả của Điểm Hẹn Cuối Tuần. Tôi là Khánh Linh và đây là Nguyên Lâm, người sẽ đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì anh Lâm sẽ dẫn quý vị khán giả đi ăn đồ lẩu, đồ nướng hay là gà rán đây. Thôi Linh ơi, anh dạo này đang muốn đề tốc cơ thể một chút. Nên là mình có thể chọn một địa điểm nào có đồ ăn thanh mát và không gian thoáng đãng để mình có thể tận hưởng không khí tuyệt vời của ngày cuối tuần Hà Nội như thế này. Em chưa nghĩ ra địa điểm nào luôn đấy. Thế thì hay là chúng ta sẽ nhờ cậy đến chị Google nhá. Ok. Quán ăn thanh đạm thoáng mát ở Hà Nội. Muốn thanh đạm thì nên ăn chay cho nhẹ bụng. Theo định vị của bạn thì nên đến quán buffet chay Tâm Hoài An, có view Hồ Tây cực đẹp. Không biết là có nên tin chị Google hay không đây. Thế thì chúng ta sẽ thử đi xem thế nào nhá. Ok. Xin mời quý khán giả sẽ cùng đi theo chúng tôi. Đi thôi. Chính ra là chị cũng có uy tín đấy chứ. Nhìn qua là anh thấy không gian khá là xanh mát rồi đấy. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ vào ngay nhá. Thì thôi. Ok. Giữa phố thị ồn ào tấp nập, đôi khi người ta cảm thấy thèm một chút bình yên dân dã, một không gian mộc mạc với các món ăn mang hương vị quê nhà. Không gian nội thất nhà hàng không bóng bẩy, bắt mắt mà lại rất đơn giản với thiết kế có cây xanh, tạo cảm giác an lành mát mẻ. Bên trong bài trí nhẹ nhàng, bình yên, đúng như với cái tên Tâm Hoài An và mang nét Đông Á đặc trưng. Điểm đặc biệt là quán đồ chay này có view sân thượng thoáng rộng. Với những người thích không gian mở thì đây là lựa chọn không thể bỏ qua. Uầy, bên ngoài xanh mát và bên trong lại ấm áp phết anh ha. Anh cũng rất là ấn tượng bởi cái không gian mà thiết kế mang nhiều nét văn hóa của Việt Nam, như là những bức tranh này hay là những chiếc lồng đèn được thiết kế theo hình nón coi thao đúng không? Em thì rất thích cái khu vực bên phía này bởi vì có cỏ cây, có sỏi, có đá rất là thiên nhiên và gần gũi với mình á. Em thấy cả khu để đồ ăn bên kia khá là xinh nhỉ. Mình xem là hôm nay có món gì nhá. Ok. Wow. Linh có hay đi ăn đồ chay không? Em có thi thoảng sẽ đi ăn đồ chay vào ngày đầu tháng. Và em rất là đặc biệt thích ăn những món về rau như thế này. Anh thấy đây có rất là nhiều lựa chọn này. Thế thì em sẽ chọn một vài món rau ở đây nhá. Okay. Anh sẽ chọn một vài món ở phía bên này. Vâng ạ. Nếu như không làm ở đây là cá kho hay là cá cốt gì đấy. Trông đúng cá. Tại vì em thấy hôm nay món ăn rất là đa dạng nhá. Xong rồi có rất là nhiều những cái món có hương vị khác nhau. Thì em đoán là nó sẽ mang lại một cái vị giác rất là tốt. Đặc biệt là trong màu sắc này. Ôi em nhìn thấy những cái món ăn ở đây màu sắc rất là đẹp nha. Trong món này thì nếu mà không nói sẽ không ai nghĩ đây là món chay. Bởi vì trông rất giống thịt viên ý. Em sẽ lấy đồ ăn này ra ngoài dần nhá. Em thích rau nhưng mà hôm nay mình có nhiều món quá nên là rau củ luộc mình sẽ để lại. Ok. Để còn có bụng ăn cái khác. Ăn đồ mặn quá nhiều rồi thì thi thoảng hẹn nhau đi ăn chay cũng là một lựa chọn tuyệt vời để đổi gió cho những cuộc hẹn. Menu ở quán thay đổi theo ngày hoặc theo mùa khá thú vị. Đồ ăn được lấp đầy liên tục trên quầy buffet. Ở đây, các món ăn được chế biến thanh đạm nhất có thể, ít dầu mỡ và được biến hóa khá hay như món nem hoa quả chua chua ngọt ngọt của thanh long, táo cùng những món tráng miệng đa dạng và ngon mắt. Ngoài ra, mọi người cũng nên thử món bún riêu, nước dùng ngọt thanh bởi củ quả, bò chay được tẩm ướp khéo léo nên có hương vị đậm đà, không khác gì bún riêu thông thường. Em nghĩ là mình nên thử bún riêu trước đấy. Bún riêu hả? Ok. Thực ra anh cũng chưa ăn bún riêu chay bao giờ đâu, không biết là hương vị nó như thế nào. Mình sẽ có một chút bún. Với cả em nghĩ đây là thịt đúng không? Đây là thịt đúng không? Ừ, thịt bò đúng không? Sẽ cho một ít thịt vào đây. Bò chay. Không biết là trông giống, trông rất giống thịt bò thật nhé. Nhìn ngoại hình thì giống là rất giống rồi nhé. Em có ăn được hành không? Em có nhưng mà em sẽ không ăn được nhiều. Nước dùng riêu cua đúng không? Trông cũng rất là giống riêu cua thật luôn nhé. Anh cho em hơi nhiều riêu cua một chút. Ăn đậu không? Có ạ. Wow. Ủa trông hấp dẫn đấy chứ. Và đây là hai tô bún riêu cua chay của chúng tôi. Trông rất hấp dẫn đúng không nào? Wow.
nhìn món chính đã no rồi mà xong nhìn sang món tráng miệng em lại cảm thấy là mình chưa no lắm. Anh thích món này này. Em lấy xôi cốm cho anh nhá. Xôi cốm đúng không? Xôi cốm ở đây trông rất là hấp dẫn nha. Anh sẽ có rất nhiều hạt sen và dừa nạo bên trên. Thời tiết này ăn mấy cái đồ làm từ cốm này rất là hợp lý nhá. Em nghĩ là sẽ rất là nhiều người đang xem những món ăn của ngày hôm nay và rất là muốn thưởng thức luôn đó. Bát xinh nhỉ? Em nghĩ là sau hôm nay đi ăn món chay này về xong em cũng suy nghĩ đến việc là mình sẽ sắm những chiếc bát đũa như thế này để về nhà ăn cảm thấy ngon miệng hơn đó. Mình sẽ bắt đầu từ món bún riêu trước nhá. Bún riêu. Em thấy rất là hấp dẫn từ khi nãy rồi nên em sẽ thử một chút xem là nước bún riêu sẽ như thế nào. Anh thì rất là tò mò cái vị của thịt bò nó sẽ như thế nào ấy. Ôi ngon quá. Anh ơi nước ngon lắm luôn ý. Trời ơi, em không thể ngờ được luôn đó. Nhưng mà tại sao lại có thể có vị bún riêu mà làm từ cái gì đấy nhỉ? Cái này phải hỏi đầu bếp chứ anh không đoán được. Ôi ngon quá. Ngon vượt sức tưởng tượng của em luôn á. Ngon vượt sức tưởng tượng của em luôn á. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thực sự là trong một cái ngày mưa mát mát trời mà ăn một bát bún riêu ngon lành thế này thì không còn có gì có thể tuyệt vời hơn anh ạ. Anh thấy cái hương vị bún riêu ở đây nó cũng khá là đậm đà ấy, đúng không? Thịt bò thì trông giống thịt bò thật. Nhưng mà ăn thì lại là một hương vị khác. Thế á? Em sẽ thử nhá. Ăn vẫn ra vị thịt bò nhưng mà cái cảm giác nhai thì nó không thật được như thịt bò. Nó sẽ mềm hơn và xốp hơn một chút đúng không? Nhưng mà em đã không hiểu là tại sao làm từ cái gì mà có thể giống như vậy. Tức là cũng sẽ phải giống được tầm khoảng 60-70%. Anh rất là thích ăn những cái món bún mà nó có cái nước dùng kiểu đậm đà như thế này. Em là một người mà ăn rất nhiều bún riêu ở rất nhiều quán khác nhau. Nhưng mà hôm nay em rất là ngạc nhiên bởi vì không hiểu tại sao một quán ăn chay lại có một món bún riêu đậm đà đến như thế này. Bây giờ thì anh nghĩ là mình sẽ... Mình phải dứt ra chứ không là mình cứ ăn mãi một món bún riêu này sẽ không có thời gian cho món khác nữa. Nhưng mà rất ngon. Anh muốn thử cái món mà em bảo là bún chả. Trông hơi giống bún chả nhưng mà trông sợi thì lại hơi giống... đông trùng hạ thảo hoặc là gà xé. Gà xé. Thường các món chay thì sẽ chắc chắn là nấm rồi đấy. Anh nghĩ đây là nấm. Nấm nhưng có vị của bún chả. Đúng không? Nó rất là rõ ràng vị của thịt nướng đúng không? Anh ra hẳn là... luôn vị như vậy luôn. Anh nghĩ là do cách ướp gia vị tạo ra cái hương vị mà nó động cái hương vị mà nó đặc trưng của thịt nướng như thế này. Thôi mình sẽ gọi đây là món bún thịt nướng đi. Nước mắm rất ngon. Vừa miệng. Món này anh sẽ chấm chín điểm. Có vẻ là hợp vị của anh Lâm ha. Nhưng mà em phải công nhận nó ngon thật. Em rất là bất ngờ luôn á. Không hiểu tại sao lại có thể một món ăn từ nấm mà lại giống như bún chả như vậy. Em thấy là cái món cuộn này khi nãy rất là hút mắt em bởi vì trông trang trí rất đẹp. Chấm thực ra anh cũng thích những cái món mà liên quan đến kiểu cuốn cuốn như thế này. Anh nghĩ đây là phở cuốn. Phở cuốn hơi lạ nha. Có rất là nhiều loại rau trong này. Mình ăn là mình sộc thấy mùi rau thơm luôn. Nhưng mà có một cái điểm rất lạ là nó có một cái vị gì đó mà mình không thể tưởng tượng được, không thể lý giải được đó là vị gì. Hiện tại thì anh vẫn thích bún riêu và bún thịt nướng hơn. Ôi nhờ, bây giờ anh mới phát hiện ra một điều là chúng ta có rất là nhiều món có thể coi là đồ ăn mặn như là cá, thịt. Đấy, nhưng mà chúng ta đang thiếu cơm. Anh thì lấy cơm nhá. Ok ạ. Cơm tới rồi đây. Anh ơi, em thấy có cá này, có thịt này. Em đang rất là muốn xem là vị cá, vị thịt nó sẽ như thế nào với món chay này. Anh thì tò mò cá hơn, anh sẽ thử cá. Em thử thịt trước nhá. Ok, trông giống thịt cá viên đúng không? Trông giống, xong còn có cả một cái ở giữa này trông hơi kiểu giống cái xương gà nó chọc ra ấy. Đây là cá thu nha mọi người. Người ta làm được cả cái lớp ở bên ngoài trông giống da cá thật luôn nhá. Đây này, nhìn em nhìn thấy không? Trông giống. Thịt ăn ngon lắm. Giống vị cá kho. Anh nghĩ là món này cũng là một trong những món khá là tốn cơm đấy. Bình thường ấy, anh không thích ăn cá lắm đâu. Nhưng mà với món cá chay như này ấy, thì mình lại cảm thấy nó rất là dễ ăn nhá. Thực ra nhá, em nghĩ là hôm nay chắc là đi ăn đồ chay thì mình sẽ ăn rất là nhẹ nhàng, rất là thanh cảnh, rất là từ tốn và cũng không ăn nhiều đâu. Nhưng mà em đã lầm. Em nghĩ là ngày hôm nay với những món ăn thế này thì hai anh em mình sẽ rất là no căng bụng. Cá ngon quá. Thôi. Giống cá thật đúng không? Nhưng không xương. Rất là ok nhá. Cá rất đặc biệt luôn á. Đó. Cái lớp da cá này thì anh nghĩ là làm bằng rong biển. Nếu mà để ý này, mình còn nhìn thấy là những cái miếng cá nó còn có cả những cái sớ thịt giống như là cá thật luôn. Anh nghĩ là cá này thì nếu mà nóng hơn một chút thì sẽ ngon hơn. Nhưng mà như thế này thì cũng rất là ok rồi. Bởi vì thông thường giống cá đến mức mà để nguội là hơi tanh một chút. Đúng rồi.
Bây giờ mình sẽ chuyển sang các món rau đi. Salad này hình như là làm bằng hoa chuối đúng không? Đây là hoa chuối. Đây là nộm hoa chuối. Nộm hoa chuối. Không phải là salad hoa chuối nha. Ok, nộm hoa chuối. Với món nộm này thì anh thấy nó không có khác biệt so với lại các cái món ăn bình thường. Em nghĩ là hầu hết các món rau và salad ở đây á, thì chủ yếu để cân bằng lại vị cho mình đỡ ngấy để ăn những món khác. Cho nên cái đặc biệt mà em lưu ý quan tâm đến là em thấy rau và các món nộm ở đây rất là tươi. Rau rất là giòn và rất là tươi. Canh đậu phụ rong biển. Ai bạn yêu. Món canh có vẻ là anh em mình để hơi lâu ấy nên là nó bị tanh một chút. Anh nghĩ là do cái vị của rong biển. Ai mà ăn được rong biển thì sẽ thích món này. Cá nhân em thì không ấn tượng với món canh này lắm, bởi vì em là một người cũng rất là thích ăn canh rong biển, nhưng mà canh rong biển ở đây có vẻ hơi nhạt so với vị của em. Không đủ đậm đà. Thực ra thì có nhiều người hay quan niệm rằng là ăn đồ ăn chay thì nhanh bị đói, hay là ăn đồ ăn chay thì không đầy đủ dinh dưỡng. Nhưng mà thực ra là trong các món chay thì vẫn đảm bảo là đầy đủ dinh dưỡng cho chúng ta có thể hoạt động, cũng như là có nhiều năng lượng, đúng không? Nên là anh nghĩ là lâu lâu chúng ta nên có một vài những bữa chay trong thực đơn thì sẽ làm cho bản thân mình có những cái món ăn nó phong phú hơn và có những cái trải nghiệm nó thú vị hơn, đúng không? Đặc biệt là nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn cho cơ thể của mình. Anh rất là muốn thử bánh đúc. Anh thử bánh đúc đi, em nghĩ là bánh đúc ở đây rất là ngon nhá. Tại vì bánh đúc ở đây có nhiều topping. Thực sự thưa quý vị, tôi nãy giờ tôi ăn thử rất nhiều món ăn của nhà hàng, nhưng mà tôi vẫn chưa tìm được cái điểm gì để chê cả. Bởi vì thực sự là những món ăn ở đây được chế biến một cách rất là hợp lý. Chúng ta có rất là nhiều những sự lựa chọn với nhiều món ăn, nhiều hương vị khác nhau. Và đặc biệt là so với lại đồ ăn mặn thì đồ ăn chay ấy lại mang tới một cái cảm giác nó lạ miệng hơn. Và khi mà mình ăn thì mình không cảm thấy là bị đầy bụng hay là mình cảm thấy là bị khó chịu, đúng không nào? Thú vị hơn nữa đấy là mức giá cực kỳ hợp lý. Có nghĩa là với một cái thực đơn phong phú như vậy, với chất lượng của những món ăn ở đây và với một cái không gian mà chúng ta được tận hưởng như thế này thì anh nghĩ là một cái mức giá không thể hợp lý hơn. Ngày thứ 2, ngày thứ 4 là 89.000 trong một suất quen chay, còn các ngày thường là 159.000. Thì đây là một cái mức giá mà anh nghĩ rằng là với chất lượng món ăn này, với không gian của nhà hàng này thì là một điều mà chúng ta nên trải nghiệm. Và em cảm thấy rất bất ngờ luôn nha. Chính xác. Đây chắc chắn là một cái điểm mà chúng ta nên ghi chú lại để cho bạn bè có thể đến mỗi khi mà chúng ta không biết là ăn cái gì. Bên cạnh các món ăn chính thì các món ăn vặt ở đây này, các món ăn tráng miệng ấy, anh thấy thực đơn cũng rất là phong phú. Bây giờ thì anh sẽ muốn thử món xôi đi. Thử xôi cho nhá. Xôi cốm đúng không? Xôi cốm, chúng ta có rất nhiều món về cốm. Xôi cốm này, cốm tươi, chè cốm, bánh cốm, rồi rất là nhiều món ăn. Và thưa quý vị, thực sự là khi nãy tôi thử rất nhiều món chính rồi và ăn rất no nê rồi, nhưng mà khi mà nhìn thấy những món ăn tráng miệng thì tôi lại cảm thấy như là nãy giờ mình chưa ăn gì. thực ra là không phải là một mình Khánh Linh đâu, mà bản thân Nguyên Lâm cũng cảm thấy rất là hấp dẫn với lại những món ăn vặt ở đây, tại vì là trông nó rất là mộc mạc mà gợi nhớ tới những cái món ăn mà tuổi thơ mình đã từng ăn, đúng không? Chính xác, và trông rất là ngon miệng luôn đấy. Xôi cốm này có cả rất là nhiều hạt sen. Hạt sen. Và đặc biệt là trong cái mùa này thì chúng ta ăn hạt sen thì sẽ ngủ rất ngon. Điều đấy rất cần thiết cho mọi người đấy. Trời lạnh nó đã ngủ ngon rồi đúng không? Ăn thêm xôi cốm hạt sen nữa thì tôi ngủ đến sáng. Mềm, dẻo, thơm. Đặc biệt nhá, anh Lâm có thấy không, là mình nhai tầm khoảng 2-3 lần nhai á là bắt đầu tiết ra một cái vị ngọt của cốm và xôi. Nó hòa quyện lại với nhau cùng thêm một ít dừa nữa. Cảm thấy là cái vị nó trôi vào trong lưỡi mà nó cảm giác như là rất là quyện và không có gì để diễn tả nổi, mà như là mùa thu Hà Nội đang chảy trong miệng của mình. Đúng rồi. Anh thấy là nó có đầy đủ hương vị của mùa thu đấy. Và xôi cốm cũng là một món mà chắc chắn các bạn phải thử khi tới ăn chay ở đây. Cốm là một món ăn đặc trưng mà mọi người sẽ nhắc tới rất là nhiều khi mà nhớ về mùa thu của Hà Nội, đúng không? Và cốm thì cũng tạo ra được rất là nhiều những món ăn khác nhau. Chúng ta có xôi cốm này, cốm tươi thì có thể ăn với lại chuối với hồng này. Và bây giờ thì có một món mà anh sẽ giới thiệu với Linh, đấy là món cốm xào. Đây là lần đầu tiên em ăn cốm xào đấy. Thử nhá. Mới đầu nhìn thì em sẽ tưởng đấy là bánh cốm. Ngon hơn em tưởng nha. Cốm rất là dẻo, thơm. Vị ngọt vừa phải, đúng không? Bình thường nếu mà ăn cốm ấy, nếu mà ăn bánh cốm ấy thì mình sẽ thấy là cái hạt cốm người ta sẽ nghiền nó nhỏ hơn. Nhưng mà với món cốm xào này thì vẫn giữ nguyên được hạt cốm. Đấy, không bị vỡ, không bị nát. Và nó xét vào nhau ấy, rất là dẻo, rất là thơm. Em thấy là món cốm này rất là ngon. 10 điểm. Thật sự 10 điểm. Món này phải 10 điểm. Cốm xào 10 điểm nhá. Bây giờ là một cái món mà em rất là chờ đợi. Ăn chè.
Tim chè. Tim chè. Ừ, anh cũng tim chè. Em lấy tận hai loại chè. Tôi lấy tận hai loại chè vì tôi cũng phân vân không biết là mình nên thử loại chè gì. Đầu tiên là chè dưỡng nhan bởi vì trông rất là hấp dẫn, có rất là nhiều táo đỏ cũng như là kỳ tử, long nhãn để chúng ta ăn làm mát cho cơ thể và đặc biệt là cũng giúp cho chúng ta ngủ ngon hơn. Một món tiếp theo nữa đó là món chè khoai. Nhìn màu sắc thôi là đã cảm thấy rất hấp dẫn rồi. Anh thì sẽ lựa chọn chè sắn tại vì là có lẽ là khá là lâu rồi thì Nguyên Lâm không ăn lại hương vị của chè sắn. Và đến với một cái không gian nhà hàng mà mang nhiều cái icon, nhiều cái biểu tượng của Việt Nam như thế này thì nên chọn một cái món chè mà nó rất là gần gũi với người Việt. Chè sắn thưa quý vị. Trời ơi, anh Lâm ơi, ngon lắm anh Lâm ơi. Ngon chảy nước mắt luôn á. Tại vì sao? Bởi vì em đã từng tự làm chè dưỡng nhan để em ăn rồi nên em nghĩ là cái vị chè dưỡng nhan nó không còn quá xa lạ gì với em nữa. Nhưng mà thực sự là chè dưỡng nhan ở đây làm không biết là bằng một công thức gì đó đặc biệt mà nó làm cho em cảm thấy là vừa ăn mà đã cảm nhận được cái vị thanh, vị mát, vị ngọt nó quyện cùng một lúc với nhau luôn. Thế thì anh nghĩ là một lát nữa em cũng sẽ nên thử món chè sắn. Dạ. Cái nước dùng trong món chè này nó có một cái mùi thơm của gừng. Nên anh nghĩ là cái không khí Hà Nội mà se lạnh như thế này mà mình ăn một bát chè có cái vị gừng ấm áp như vậy thì thực sự rất là hợp lý nhá. Với cả là bây giờ anh thấy là ở ngoài ấy có rất là nhiều những món chè mới. Mọi người sáng tạo ra rất là nhiều những món chè mới. Nhưng mà những cái món chè truyền thống như thế này thì mình ít khi mình được ăn lại. Và ngày hôm nay được ăn lại thì mình cảm thấy là giống như kiểu là mình được trở về tuổi thơ ấy. Đấy, với những cái món chè mà nó mộc mạc, nó giản dị như thế này. Nguyên liệu thì không có gì cầu kỳ cả. Nhưng mà cái cách nấu và cái hương vị tạo ra ấy thì làm cho mình cảm thấy là ăn bát chè xong mình cảm thấy rất ấm áp. Với cả thực ra là những món chè truyền thống ấy nó là sự hòa quyện giữa các cái hương vị, giữa các nguyên liệu với nhau, nó tạo nên một cái vị bổ dưỡng cho cơ thể của mình nữa. Đấy là cái đặc trưng của chè truyền thống so với cả những món chè sáng tạo ngày nay. Anh thấy là có một số người thì cứ chê chị Google, nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta phải cảm ơn chị Google đúng không? Tại vì là mang tới cho chúng ta một địa điểm buffet chay vừa có những món ăn thanh đạm này, rất là ngon, rất đẹp mắt này, mà lại còn được tận hưởng một không gian sân vườn xanh mát như thế này nữa. Và hôm nay thì Khánh Linh và Nguyên Lâm đã có một trải nghiệm rất tuyệt vời, món ăn ngon, view đẹp và đây quả là một gợi ý không tồi dành cho quý vị khán giả. Và tới đây thì thời lượng của chương trình Điểm Hẹn Cuối Tuần đã hết và chúng tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị để chúng ta cùng nhau khám phá thêm nhiều món ăn nữa nha. Bye bye.